Hi, xin chào tất cả bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về cách chuyển hỗn số thành số thập phân, được chưa? Hỗn số nè, số thập phân nè. Thì bước đầu tiên mình sẽ nói về hỗn số, sau đó nói về số thập phân và cách chuyển hỗn số qua số thập phân, được chưa? Rồi, ví dụ như 3 2/4, được chưa? Đây được gọi là hỗn số nè, đây được gọi là hỗn số nè. Số 3 ở giữa đây người ta gọi là phần nguyên, phần nguyên, được chưa? Đó. Cái phân số này người ta gọi là phân số. Ok chưa? Vậy hỗn số được kết hợp giữa phần nguyên và phân số, được chưa? Đó, kết hợp giữa phần nguyên này cộng với phân số này. Ok chưa? Hoặc các bạn có thể biến đổi cái hỗn số này qua phân số bằng cách là lấy mẫu nè, nhân phần nguyên, 4 nhân 3 là 12, cộng tử là 10, 14/4, được chưa? Vậy hỗn số các bạn đã chuyển qua được phép cộng giữa phần nguyên và phân số, hoặc là chuyển qua được phân số, được chưa? Đó, hình dung chưa? Rồi, đó là liên quan về hỗn số. Tiếp theo đó là liên quan về số thập phân. Đây, 2, 3, 4, 5, đây được gọi là số thập phân. Số thập phân là số ở đó có dấu phẩy là 1 nè. Phía trước dấu phẩy người ta gọi là phần nguyên các bạn, phần nguyên. Phía sau dấu phẩy người ta gọi là phần thập phân. Ok giờ đó, các bạn phải hiểu được bản chất của từng thằng rồi các bạn mới làm được. Rồi bây giờ mình sẽ biến đổi nha, 3 1/2, được chưa? Biến đổi cái này qua số thập phân giúp mình. Thì các bạn thứ nhất, các bạn quan sát cái phần phân số thôi, được chưa? 1/2 bằng mấy ạ? 1 chia 2 không được, mượn 0, 0 phải liền. Đó, khi mượn 0 là các bạn phải liền, mà không có thì bạn thêm số 0, chưa? 10 chia 2 được mấy ạ? Được 5. 5 x 2 10, 10 trừ 10 được 0. Ok chưa? Vậy nó sẽ ra là 0/5. 1 chia 2 sẽ ra là 0,5 chứ lộn. Xin lỗi, 0,5. 0,5 mà cộng thêm 3. Các bạn cộng thêm 3 giúp mình. 0,5 cộng 3. Nè, đây, cộng 3. Các bạn cẩn thận nha. Khi cộng các số thập phân thì các bạn phải để đúng hàng giúp mình. 3 của mình là hàng đơn vị thì để đúng hàng đơn vị nè. Đó, hàng đơn vị đúng, để đúng hàng đơn vị nè. Đây gọi là phần chục nè. Đó, phần 10 nha các bạn. Rồi, vậy là 5 với lại nè, phẩy nè, 0 cộng 3 là 3, vậy 3/5. Được chưa? Tiếp một cái nữa nha. 2/5. Bằng. Thì bước đầu tiên các bạn quan sát phần phân số giúp mình. Đó, 1 chia 5 không được, mượn 0. Khi mượn 0 thì thêm dấu phẩy, mà trước không có thì thêm số 0, được chưa? 10 chia 5 được 2, 2 nhân 5 được 10, 10 trừ 10 được 0, được ra là 0,2. Rồi các bạn cộng thêm cái phần nguyên. Đó, vậy là 0,2 cộng 2. Đây, hàng đơn vị, giải đúng hàng đơn vị nè. 2,0 cộng 2 bằng 2. Ok chưa? Đó. Vậy muốn chuyển hỗn số qua số thập phân thì các bạn chỉ cần thứ nhất chuyển cái phần phân số qua số thập phân trước, sau đó các bạn cộng với cái phần nguyên, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho tất cả các bạn những cái bài tập này, các bạn giải và các bạn comment ở phía dưới giúp mình, được chưa? Để mình kiểm tra coi các bạn nào giải đúng hay giải sai nha các bạn. Bài tập 3 2 6 4 1 3 5 1 7, 2 3 4, được chưa? Rồi, các bạn giải những cái ví dụ này, chuyển cái hỗn số này qua số thập phân giúp mình để mình kiểm tra nha các bạn. Rồi trong quá trình giảng có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người, xin cảm ơn, bye bye.